Tiền bạc có thể mất. Và ngoại hình, sức khỏe, đẹp có thể biến mất. Ba cái quyền này nhé, nó không tồn tại. Vũ Duy Anh có đặt câu hỏi nè. Em chào thầy ạ. Thầy ơi, cho em hỏi cách nhận biết và kiểm soát tự tin để không bị trở thành tự cao ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Rồi, tự tin và tự cao đúng không? Thưa với anh, trong con người, trong giao tiếp thì nó có hai phần. Cái này tôi lại dạy lại thôi nhá, chứ đúng ra là có rồi. Trong giao tiếp thì con người có hai cái quyền lực cực kỳ quan trọng. Một, tôi gọi là quyền lực của vị thế. Một là có sức khỏe to cao hơn. Hai là dọa đánh thằng đối diện nó khiếp, đúng không? Đấy là quyền lực trong giao tiếp, gọi là quyền lực của vị thế. Vị thế đấy là vị thế gì ạ? Sức khỏe, quyền lực của sức khỏe, của ngoại hình. Quyền lực thứ hai là quyền lực của kẻ có tiền. Để nói gì thì nói, nó bước trên xe, con xe Maybach xuống, mình đi xe đạp đến, hai thằng gặp nhau, thằng Maybach nó vẫn tự tin rồi, đúng không ạ? Quyền lực của thằng có tiền. Quyền lực thứ ba là quyền lực của thằng có danh, có chức đấy. Nói vậy thôi chứ mình là có chức là mẹ thì bọn trẻ con nhà mình là vớ vẩn, vớ vẩn tổ ánh cho bây giờ. Đấy là dùng quyền sức khỏe. Đấy, dùng quyền của mẹ là gì? Nói dù gì tao cũng đẻ ra mày, đừng có trứng khôn hơn vịt. Đấy là quyền của gì? Quyền của mẹ. Thế tinh vi đó. Đấy là quyền, đấy là quyền cùn đấy, quyền của vị thế. Không? Rồi là gì ạ? Mày không ăn mẹ đánh cho bây giờ. Đấy, sau rồi ăn đi, mẹ cho tiền. Các anh chị thấy bà mẹ bà dùng cái quyền của vị thế kinh không? Bà dùng cả ba quyền luôn nhá, không ăn tao đánh này. Đấy, mà nó vẫn không ăn nữa. Tức là dùng quyền sức khỏe trước. Bắt đầu bà bảo gì ạ? Ừ. Bà dùng quyền của mẹ mà. Bảo là không ăn mẹ đánh cho bây giờ. Sau bà dùng quyền thứ hai này, thôi ăn đi mẹ cho tiền. Đấy là quyền của thằng có tiền. Đấy, như vậy ba cái quyền đấy gọi là ba cái quyền của vị thế. Và ba cái quyền này nó biến mất theo thời gian. Chức danh biến mất. Chức danh biến mất. Tiền bạc có thể có thể mất. Và ngoại hình, sức khỏe, đẹp có thể biến mất. Ba cái quyền này nó không tồn tại. Sau đó ba cái quyền tiếp theo. Quyền đầu tiên là cái quyền của nhân cách. Cái quyền đấy gọi là quyền của tâm thế, tức là nó nằm bên trong, trong cái tâm của mình. Là cái quyền của nhân cách. Cái quyền thứ hai là cái quyền của sự hiểu biết về chuyên môn. Cái quyền thứ ba là cái quyền về hiểu biết xã hội. Như vậy nhân cách, hiểu biết chuyên môn, nó gọi năng lực nghề đấy. Và hiểu biết xã hội, nó gọi là trí tuệ đấy. Nó ba cái quyền đấy là quyền bên trong. Và bạn hãy hình dung thế này. Nếu bên trong cứng, bên ngoài cũng cứng. Tức là bạn dùng cả quyền, bên trong bạn có đủ cái quyền nhé. Và bạn đủ có năng lực, có cả trí tuệ, có cả chuyên môn, có cả gì ạ? Nhân cách. Quyền lực bên trong bạn rất là có, và người ta rất trọng bạn. Nhưng bạn lại dùng thêm cái quyền của vị thế, thì giống như là bánh xe lõi sắt, mà lốp xe là bọc thép, thì bạn lăn đi đến đâu nó kêu râm 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 đến đây. Tức là đi đến đâu là gõ chuồng gõ mõ đến đây, đi đến đâu là đẻ bẹp hết, không cho ai nói cả, mình nói hết. Bạn cứ để ý như vậy. Thì cái loại đấy người ta gọi là tự tin thái quá, thành tự cao tự đại, đúng không? Thế còn cái nhóm nó thành tự cao tự đại. Thế còn cái nhóm mà bên trong nó có nhân cách, có trí tuệ chuyên môn, có trí tuệ hiểu biết xã hội, nhưng lớp bên thế nó không bao giờ phải dùng cái lớp bên ngoài để nó gồng mình lên, phải quần áo đẹp, phải đi xe đẹp, phải nói năng đẹp, phải khoe chức danh đẹp, mà nó vẫn cứ như nông dân, nó mềm như vậy. Thì bạn hãy hình dung nó giống như cái lốp xe ô tô bây giờ mình đi. Bên trong là la doang bằng thép, bên ngoài là lốp xe. Đi đâu nó êm, nó mướt như vậy. Cái đấy nó gọi là tự tin, nhưng không mất đi cái giá trị của bản thân. Còn khiếp nhất là cái loại mà bên ngoài bọc thép, mà bên trong lại bằng cao su. Cái đấy gọi là thùng rỗng kêu to.
thì cái loại đấy thì không chấp rồi, đúng không ạ? Đấy, còn thùng rỗng mà nước vỏ bên ngoài không có, và thùng rỗng không kêu thì cũng tốt quá. Tức là em có đâu em nói đấy, thật thà. Như vậy nó phải chia là ba nhóm người mà khiêm tốn. Em biết đấy em không nói. Thật thà này em biết đâu em nói đấy, và dũng cảm là em không biết em cũng nói. Đấy, ví dụ như vậy. Thì như vậy nó mới chia ra cái nhóm mà thôi, cái nhóm tự tin là ngoài bọc thép, trong bọc thép, là cái nhóm tự cao tự đại. Còn cái nhóm tự tin nhưng vẫn bình thản thì cái nhóm đấy là gì ạ? Trong bọc thép, ngoài bằng cao su, đúng xe ô tô rồi, nốt xe ô tô. Đấy, còn cái loại mà trong bọc thép, ngoài cũng bọc thép là đúng nốt tàu hỏa luôn. Đấy, đi đâu là âm mỹ nàng nước nên âm mỹ nỉ non nên thằng nào mà châu bò mà kẻ phải cũng chết chứ đừng nói là người. Đấy, rồi, ok, đấy để bạn hiểu trong giao tiếp thế nào gọi là tự cao tự đại với thế nào gọi là tự tin. Rồi, chúc bạn thành công. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.